đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là nội dung chính. Chiều 14 tháng 10, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Lục Văn Đông, 45 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Sau 10 ngày lẩn trốn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân. Đông là đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí tấn công trưởng công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái. Trước đó, ngày 5 tháng 10, lực lượng công an đã bắt đối tượng Lục Văn Hùng, 49 tuổi, là anh trai của Đông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 4 tháng 10, công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn Khe May có đối tượng Lục Văn Đông đang dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa. Ngay sau đó, tổ công tác gồm ông Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, cùng 3 thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đã đến giải quyết vụ việc. Đối tượng Đông bất ngờ từ trên đồi chạy xuống, cầm kiếm dài khoảng 1,5 mét, chém vào lưng và sau gáy ông Lương Văn Chiến rồi bỏ trốn. Cơ quan công an xác định đối tượng Lục Văn Đông là đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công, chống trả lực lượng chức năng. Đối tượng cũng là người thông thạo địa bàn, quyết tâm lẩn trốn. Trong 10 ngày qua, lực lượng công an huyện Yên Bình đã phối hợp với các lực lượng phòng hình sự, phòng cảnh sát cơ động, phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh, lực lượng dân quân, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng trên diện tích rộng hơn 100 hectare rừng cây ở nhiều xã và hồ Thác Bà. Tin mới, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện để buôn bán ma túy ở Nghệ An. Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa bắt giữ 7 đối tượng, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua nắm tình hình, công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch tại hành lang nhà vệ sinh, khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Cầm đầu đường dây mua bán ma túy là Võ Văn Khuê, sinh năm 1973, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng Khuê từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khuê đang điều trị bệnh xơ gan tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Võ Văn Khuê móc nối đưa Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1997, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, vào bệnh viện dưới vỏ bọc là người nhà chăm sóc cho Khuê, bản chất là hệ thống chân rết, trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu sử dụng ma túy. Số ma túy sau khi mua được, Khuê đưa về chia nhỏ, cất giấu trong nhà vệ sinh, trong túi đồ cá nhân. Khi có người hỏi mua, Khuê báo với Thi trực tiếp giao dịch ở trong khuôn viên bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định số tiền mua, bán ma túy của đường dây mà bà trùm Vũ Hoàng Oanh, sinh năm 1957, tức Oanh Hà, quê Hải Phòng, cầm đầu lên tới khoảng 1.400 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 35 bị can trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong số các bị can bị truy tố, có bà Vũ Hoàng Oanh, sinh năm 1957, tức Oanh Hà, quê Hải Phòng. Bà Oanh Hà khét tiếng trong giới giang hồ, từng nhiều lần vào tù ra tội và là chị gái của Dung Hà, trùm giang hồ đất cảng một thời. Oanh Hà từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, được đặc xá ngày 1 tháng 9 năm 2009. Đến tháng 10 năm 2011, Oanh Hà bị Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Ngày 10 tháng 2 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt bà Oanh 18 tháng tù về tội đánh bạc. Đến tháng 9 năm 2022, Oanh Hà thêm lần nữa bị bắt vì liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong một thời gian dài với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy
bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là Colombia, Moscow hoặc Moscow Russia để tránh bị phát hiện. Nhằm giữ bảo mật hoạt động của tổ chức đường dây, các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc để giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản chung mang tên Hoàng Công Tư để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định số tiền mua bán ma túy của đường dây này lên tới khoảng 1.400 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 11 năm 2022, các bị can trong vụ án đã vận chuyển, mua bán trót lọt số lượng ma túy đặc biệt lớn. Bị can Vũ Hoàng Anh được xác định là người có vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây ma túy trên, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị can khác vận chuyển, mua bán trái phép 282.302,154 gam heroin, 210.814,08 gam methamphetamine, 99.100,6 gam ketamine, 342,88 gam ketamine và 4 CEC, 283,92 gam methamphetamine và ketamine, 29,45 ketamine, methamphetamine và 4 CEC, 33.293,85 gam MDMA, tổng khối lượng là 626.166,934 gam. Do bị can Vũ Hoàng Anh không khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nên không xác định được số tiền thu lợi bất chính. Cánh tay phải đắc lực cho Oanh Hà phải kể đến bị can Nguyễn Văn Nam. Về tiền thu lợi bất chính, Nam khai Bảo Anh trả cho Nam vào thời điểm cuối năm 2019, có lúc là tiền mặt, lúc chuyển khoản. Từ đầu năm 2020 trở đi, Bảo Anh trả qua tài khoản từ 300 đến 500 triệu đồng một chuyến, tùy theo số lượng ma túy giấu trong xe ô tô, các lốc máy và được chuyển từ tài khoản tên Hoàng Công Tú đến tài khoản của Nguyễn Văn Nam. Đến nay, Nam không nhớ cụ thể đã nhận từ Bảo Anh tổng cộng bao nhiêu tiền, nhưng theo thống kê tài khoản do ngân hàng cung cấp, từ cuối năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, tài khoản Hoàng Công Tú đã chuyển cho Nam tổng cộng số tiền 15,5 tỷ đồng. Số tiền mà Oanh Hà trả công cho Nam đến nay, bị can không nhớ cụ thể theo chuyến nào. Trong số tiền này, Nam đã sử dụng một phần để trả công đi vận chuyển ma túy cho những người khác. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bà Vũ Hoàng Anh, sinh năm 1957, tức Oanh Hà, quê Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung Hà trong vụ án Nam Can. Thời điểm cuối năm 2018, bà Oanh mãn hạn tù về tội đánh bạc. Quay lại với xã hội không lâu, bà trùm này đã thu nạp nhiều đàn em, tạo lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.